Xin chào các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn học lập trình Angular của mình. Chúng ta đã đi đến cái phần khởi tạo dự án rồi, và chúng ta biết là chúng ta đang khởi chạy dự án ở trên một cái command line như thế này. Các bạn có thể đóng cái command line này, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với Visual Studio Code. Mở các file dự án của chúng ta ra, cái folder dự án của chúng ta ra và xem cấu trúc thư mục như thế nào. Đầu tiên thì các bạn vào cái phần folder mà chúng ta đã tạo được từ hôm trước. Chúng ta thấy là chúng ta tạo một cái dự án tên là Angular 16 đây đúng không ạ? Các bạn open lên. Thì cấu trúc thư mục là một cái điều rất là quan trọng đối với những người mới học lập trình. Các bạn mà đã học lâu rồi thì có thể nhìn sơ qua và các bạn bắt tay vào làm việc ngay. Còn đối với những bạn mới học thì mình xin giới thiệu sơ qua một số những cái file chức năng ở trong một cái dự án Angular. Đầu tiên chúng ta thấy có một cái file tên là .angular, thì trong này chủ yếu các bạn để ý đến những cái trình dịch của chúng ta, cái thông số, những cái lịch sử hoạt động của chúng ta sau mỗi lần build, mỗi lần dịch, mỗi lần develop đúng không, mỗi lần phát triển. Thì ở đây nó có một cái folder tên là cache như này, thì nó sẽ chứa tất cả những cái thông tin mà các bạn hàng ngày các bạn làm khởi chạy với dự án. Tiếp theo thì chúng ta có một cái file, một cái folder tên là .vs code, thì trong này nó sẽ add những cái file config, những file setting của chúng ta từ VS Code vào trong dự án. Tiếp theo chúng ta có một ông là load module. Thằng load module này thì nó sẽ chứa tất cả những cái gói cài đặt từ node package đúng không ạ? Từ những gói cài đặt từ node vào trong này. Tất cả những cái chúng ta code thì chúng ta sẽ để vào trong cái thư mục src, hay là viết tắt của source, tức là cái nguồn đấy đúng không ạ? Đi xuống bên dưới chúng ta có một cái file tên là git ignore. Cái file này nó sẽ chú thích tất cả những cái thư mục, những cái tệp mà khi các bạn đẩy lên git thì nó sẽ được bỏ qua. Đây là những cái file thông thường chúng ta sẽ deploy, hoặc chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có thư viện, hoặc nó chỉ là những cái file cài đặt thông thường của phía người dùng, người lập trình, người lập trình viên. Và như vậy thì nó sẽ không còn quan trọng trong cái quá trình product đúng không ạ? Trong quá trình người dùng dùng đến dự án. Tiếp theo chúng ta thấy là có một cái file nữa là angular.json. Thì file này sẽ chứa tất cả những cái thông tin setting về dự án, từ những cái đường dẫn của những cái file cấu hình, rồi đến code nó sẽ chạy, nó sẽ đi vào đâu để xử lý. Thì các bạn để ý giúp mình là các bạn có thể đóng vào để nhìn cho nó rõ. Chúng ta thấy có schema này, có version này, có new project root này. Và trong cái thằng project này sẽ ghi cụ thể là cái ông Angular 16 này thì nó có đường dẫn như thế nào đúng không? Root của nó là thư mục gốc như này luôn đúng không? Suộc root của nó sẽ là src. Bên dưới chúng ta thấy là cái cấu trúc architect của nó. Bên trong nó có một thằng build đúng không ạ? Thằng build này nó sẽ ghi cụ thể hơn là cái file chính của chúng ta đang đi đến đâu đúng không, khi deploy thì nó sẽ đi vào đâu, khi build nó đi vào đâu, và cái file main.ts nó là ở đâu. Rồi các bạn đi xuống bên dưới, các bạn có thể thấy là chúng ta có cả danh sách những cái file tĩnh được đặt ở trong access, rồi danh sách những cái file style đúng không, file tạo kiểu là một cái mảng cũng được đặt ở trong src. Thì bây giờ cùng chúng ta quay sang chúng ta xem trong src nó có những cái gì mọi người nhé. Trong src thì các bạn thấy là cái file gốc của chúng ta có file index.html và file main.ts là hai file quan trọng nhất. Tiếp theo chúng ta có một file cấu hình tạo kiểu chung cho toàn trang là file style.scss. Sau khi chạy thì cái file scss này sớm muộn nó sẽ được dịch sang cái file css để trình duyệt có thể đọc hiểu mà thôi. Thì các bạn vào lần lượt nhé. Các bạn vào lần lượt file index.html này. Thì khi các bạn vào trang file index.html, chúng ta thấy có một cái giao diện thông thường đúng không? Nhưng mà cái phần quan trọng là chúng ta thấy trong body một cái thẻ tên là AppRoot. Thì cái thẻ AppRoot này nó không phải là thẻ HTML mọi người nhé. Nó là một Angular Component. Mọi người nhớ nó là một Angular Component. Rồi bây giờ các bạn quay sang file main.ts. Thì trong này nó cũng có cấu trúc một số thứ. Nó dùng một cái thằng là cái này gọi là Platform Browser Dynamic đúng không ạ? Của thằng Angular. Mục đích của thằng này đơn giản là nó cài đặt rồi nó cấu hình rồi nó bật trang lên thôi. Thì để hiểu rõ hơn nó làm những cái việc gì ở từng những cái dấu chấm, dấu phẩy, dấu đóng ở ngoặc này thì các bạn có thể học sâu hơn rồi vô đây vọc sau nhá.
Đơn giản là chúng ta hiểu cái luồng hoạt động của nó trước đã. Còn cái file này thì đương nhiên vẫn là cái file cấu hình chung thôi, vẫn là cái file cấu hình bên ngoài, và ví dụ các bạn có thể CSS ngay trực tiếp ở đây, các bạn có thể CSS normal ở đây, ví dụ như mình để mà reset CSS ở đây nhá, padding 0, margin 0 đúng không ạ? Box sizing đang là content box thì mình sẽ chuyển sang border box. Rồi ok, mình để sơ sơ vậy thôi. Thì từ đây mình thấy có một thằng app root ở trong cái file index.html, thì mình quay sang mình xem cái thằng app nó chứa cái gì mọi người nhé. Thằng app này nó đại diện cho một cái component gốc hay gọi là root component. Trong này nó có 6 file. Thì thực tế ra một component thông thường nó chỉ có 4 file cơ bản thôi. Nhưng ở đây nó có thêm một cái file routing và một cái file là app.module. Chúng ta chưa quan tâm vội, chúng ta sẽ học ở những buổi sau. Thông thường nó sẽ có 4 file chính là HTML này, SCS hoặc là CSS là file style đúng không? Và file spec.ts là file để chạy test. Tiếp theo chúng ta có một file nữa là file component.ts. Thì ở trong file này chúng ta thấy nó có một thằng gọi là thằng component được import từ Angular Core. Thằng này là một cái nhiệm vụ là khởi tạo lên một component mới. Đối số truyền vào của nó là một object. Trong object này nó có những cái thuộc tính, có những cái cặp key value đúng không ạ? Cặp key value đầu tiên chúng ta biết là có thuộc tính selector, quy định nhận vào một giá trị, nó tên là app root. À thì bây giờ chúng ta đã hiểu ra là tại sao mà bên ngoài kia chúng ta có một cái thẻ tên là app root rồi đúng không? Cái thẻ app root ở bên index.html này về bản chất nó là một Angular component và nó được gọi ra thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có thể đổi tên đúng không? Chúng ta có thể đổi tên. Tên của component của mình nó không là uproot nữa, nó tên là ha chẳng hạn đúng không? Đổi vui vui vậy. Thì bây giờ quay sang đây thì đương nhiên chúng ta sẽ phải sửa. Miễn sao là cái tên nó trùng nhau. Cái tên của chúng ta là tôi tạo ra một component ha, thì bên này tôi dùng cái component đấy thì tôi phải đặt đúng cái tên đấy, gọi đúng cái tên đấy thì nó sẽ được hiển thị ra và nó sẽ hiển thị toàn bộ code của thằng app component vào dòng 11 đúng không mọi người? Quay sang đây. Rồi đi tiếp này. Chúng ta thấy có template URL chính là những cái nội dung HTML được hiển thị, và đây nó dưới dạng đường dẫn đúng không ạ? UI dạng đường dẫn. Và khi chúng ta click vào cái file này, chúng ta sẽ biết là bên trong nó viết những cái gì. Tiếp theo chúng ta có một cái file là có một cái mảng là tất cả những cái file style, và nó cũng đều tồn tại dưới dạng đường dẫn đúng không? URL và có thêm S thì chúng ta biết là ở đây là một danh sách các file style cho cái thằng app component như thế này. Bây giờ mình sẽ thử thay đổi nội dung xem trông nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Tại cửa sổ terminal của VS Code các bạn kiểm tra nó đúng ở trong dự án Angular 16, các bạn có thể gọi ng server trừ o để chạy dự án. Trừ o là để mở ra một cái tab mới ở trên trang trình duyệt đúng không ạ? Thì chúng ta đóng cái tab cũ vào nhá. Chúng ta thấy là bây giờ chúng ta có một trang web như thế này. Bây giờ nếu như mà mình thay đổi nội dung thì trông nó sẽ như thế nào mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ vào file index file app.component.html. Đây là toàn bộ nội dung mà nó đang được hiển thị ở bên ngoài bên kia, thì chúng ta cứ chưa cần quan tâm nhiều đâu, chúng ta cứ xóa đi đã và chúng ta thử thay đổi nội dung là chào các bạn với kênh học đến với kênh học tập Code Phê. Ok. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là nó đã compile thành công. Thì bây quay lại xem nội dung thế nào đúng không ạ? Nội dung chúng ta đã được thay đổi rồi. Chúng ta nhìn thấy đây tất cả những cái gì hiển thị trên này là những cái gì chúng ta viết ở trong HTML của cái thằng component tên là app đây. Quay sang CS nhé. Chúng ta thử kiểm tra xem là chúng ta CS nếu như mà nó nhận thì nó sẽ thay đổi đúng không ạ? Bên này mình dùng H1 thì bên này mình sẽ thử tạo kiểu cho thẻ H1 coi sao đúng không? Mình sẽ tạo kiểu là color red chẳng hạn đúng không? Background color sẽ là yellow chẳng hạn đúng không? Xanh đỏ tím vàng nhìn cho nó màu mè. Thì đấy, sang bên này chúng ta thấy là chữ đã được chuyển sang màu đỏ, còn đâu cái name đã được chuyển sang màu vàng rồi. Như vậy là chúng ta đã hiểu cơ bản về cái cách xử lý một cái dự án Angular rồi. Ở buổi sau mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn tạo thêm những cái component mới và lồng những cái component này vào với nhau như thế nào.
Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.